Thưa quý vị và các bạn, Mạnh Dạng thực hiện khát vọng kinh doanh ngay trên mảnh đất tiểu cần của hương mình, tạo ra chuỗi sản phẩm hữu cơ độc lạ theo hướng công nghệ xanh, an toàn sức khỏe, đặc biệt là nâng tầm giá trị cho cây dừa. Đó là ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của chị Thạch Thị Chanh Thi, nữ thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Chinh Farm, chuyên sản xuất chế biến các sản phẩm từ mật qua dừa. Tốt nghiệp thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm, người con gái Khmer Thạch Thị Chanh Thi trở về quê nhà quyết tâm khởi nghiệp từ cây dừa để nâng cao giá trị sản phẩm từ dừa. Đó là mật qua dừa, mật qua dừa câu đặc, mật qua dừa ngào ca cao. Đây là công đoạn quan trọng của anh nhân công, phải chọn những bông dừa sắp nở, bó để bông dừa không bị bung ra, đặt ống để lấy mật, yêu cầu phải làm thật nhẹ nhàng. Công đoạn này mất 3 ngày. Mặn trên thành phố nó xa nhà, rồi giờ mặn sốt này nó gần nhà, rồi dễ săn sóc cho con cháu rồi nó, gần nhà nữa nó, nó tiện lợi rồi cái việc này nó, nó nó không có nặng nhọc gì nhiêu chỉ là leo lên leo xuống thôi đi, đi, cái việc thu mặt mặt dừa thì cũng nó thu buổi sáng thì, 10 giờ 10 giờ rưỡi giờ gửi là rồi cái chiều đầu giờ một giờ mới đi, đi vô mặn lên cự nữa <laughs> rồi cái này đâu có gì đâu, cái nhẹ nhẹ điểm thú vị đặc biệt là công đoạn massage cho bông dừa công nhân dùng tay xoa lên bông dừa và tiếp tục dùng chai gõ gõ sao cho dừa đủ lực làm thông tuyến mật bên trong bông sau công đoạn massage bông dừa thì người thợ tiến hành cắt một lát mỏng trên bề mặt bông dừa để mở đường cho mật thoát ra và chảy vào dụng cụ chứa mật. Thông thường mật sẽ được thu vào buổi sáng hàng ngày. Công nhân thu mật qua dừa đều đặn, massage qua dừa, cắt mặt mới và thu nước mật về. Sau đó mật qua dừa tươi được đem về nhà máy chế biến với 8 lít mật tươi cho ra 1 lít mật dừa cô đặc. Hiện Trà Vinh Farm có vườn dừa nguyên liệu tại khóm 3 thị trấn Tiểu Cần với 1,2 hectare canh tác theo hướng hữu cơ. Trung bình mỗi một bông dừa sẽ cho ra một lít mật trong một ngày một đêm. Trong 3 năm đầu tiên, từ 2019 tới 2021, thì sản phẩm của mình chủ yếu là phục vụ cho người dân ở trong nước. Tại vì mình quan niệm là mình làm ra thì sản phẩm tốt, cho sức khỏe thì ưu tiên người dân mình dùng trước. Sau 3 năm á, thì lúc đó mình cũng hoàn thiện được cái vùng nguyên liệu mở rộng và cái uh, chứng từ để xuất khẩu thì mình cũng tiến hành xuất khẩu. Nếu mà thật ra là gọi là xuất khẩu thì hiện giờ mình có cũng có xuất khẩu tại chỗ là bán cho khách du lịch, đặc biệt là nhật giới hạn và khách du lịch trong nước. Doanh nghiệp của mình mặc dù mới bắt đầu nhưng mà tụi mình đi theo cái hướng là tiêu dùng xanh và tốt cho sức khỏe và hoàn toàn nguyên chất. Cho nên những cái lượng khách hàng của mình hướng tới và đang bán cho là khách hàng đó là thuộc là khách hàng tầng cao cấp và họ rất là tinh tế trong cái dùng sản phẩm. À, mà sản phẩm của mình lại tốt cho sức khỏe tăng do nó rất là giàu khoáng, đặc biệt là kali, photpho, natri nó sẽ giúp uh, tăng cường sức đề kháng cho cái cái người tiêu dùng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm sản xuất mật qua dừa dưới dạng lọ thủy tinh mỗi lọ có khối lượng 250 gram, giá thị trường là 132.000 đồng một lọ. Mỗi năm công ty sản xuất khoảng 12 tấn mật qua dừa. Hương vị độc đáo mật qua dừa cùng với quy chuẩn sản xuất hữu cơ, thân thiện môi trường, lọt vào top 20 đề án khởi nghiệp tiêu biểu cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức năm 2019. Tin rằng với sự đam mê sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mật qua dừa sẽ ngày càng dương xa hơn trên thị trường, tạo hướng phát triển lâu dài cho cây dừa trà dinh, dùng nguyên liệu dừa, đứng thứ hai Việt Nam. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương đề văn hóa xã hội của Đài truyền hình Trà Chinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân bánh cho tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở chương đề kỳ sau.